Một thùng hôm con xin cho các bạn quạt mỏng của xe ba gác nha các vị. Hàng quạt mỏng thường gắn cho những xe cũ nha các vị. Khi mà đã sập sệ khung sườn này, mình lắp những quạt như này thì nó sẽ không bị chạm bô như các vị nha.